Minh Tăng xin chào tất cả các chú anh chị mọi người ha. Thì năm cũ bước sang năm mới thì Minh Tăng chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an ha. Và bạn sự như ý là mang phúc tài ha. Nói thì bữa nay tới thăm nhà của anh Minh, nhưng mà nghe nói là vợ chồng anh Minh bỏ nhà đi tiêu rồi mọi người. Đi không biết đi đâu nữa mà còn có một tượng nằm ở nhà. Bỏ đi hết trơn rồi. Đi đâu đi xa không? Đi hồi nào tới giờ? 2 giờ. Đi lâu chưa? Lâu. Lâu rồi hả? Bạn ăn cơm chưa? Chưa các bạn không hả? Đó con có thấy bà đi sinh đó phải không? Đâu có đi sinh không? Đâu có đi đâu. Chó này có ai hả? Chó bệnh hả? Rồi hôm nay hai chồng có cư lộn không? Không. Không á. Mà ngủ gì lạnh không? Lạnh hả bà? Dạ. Chắc này có lạnh không? Lạnh mới đắp nè. Hả? Lạnh mới đắp nè. Rồi đi đâu mà không biết sao? Biết đâu, đi đâu, lúc đâu mà đi sớm giờ. Vợ chồng con cái này đi chơi mày? Hai chồng đi chơi. Hai chồng đi chơi mày bỏ hoài ha. Đi đâu không biết đi đâu. Chưa có cho bạn nữa hả? Chưa. Đổ đói không? Đói. Đói hả? Dạ. Giờ biết đường đâu kiếm mà sao đút bạn được. Đi luôn hay là đi chút vậy? Đi chút ghê à. Đi chút gì ha? Bà nằm gì bà thấy đường không bà? Không. Thấy không? Không. Không thấy không? Rồi hồi tối hai chồng anh Minh ngủ đây hả? Tối ngủ đây. Tối hai chồng anh Minh ngủ dưới đây nè mọi người. Trả chiếc chiếu dưới đây ngủ nè. Niệm vọng người này chụp từ lưa chân nè. Mắm mình nấu cơm nè. Rồi đi chừng nào mới về bà? Chút nữa về ha. Rồi biết lỗi đi đâu không? Không. Không hả? Đi có xách quần áo không? Không có được không. Bà thấy đi không? Đi bà thấy không? Thấy bà nó đi chút về. Nó đi chút về ha. Dạ. Nói mà đi chút về hay gì? Dạ.
nhỏ khùng nó tôi muốn nó tới nó rồi. Hả? Nhỏ khùng tôi muốn nó tới nó. Giàu quá nha. Dạ, nó đi về muốn đi đi. Có chữ vào không? Dạ, chữ hoài rồi. Chữ thì sao? Nó nặng nó nhẹ tôi về kia vậy. Chữ. Nó nhẹ ha. Dạ. Nó là ăn dâu mà đã ha. Hùng sữa đó em cho chị bà còn không con? Dạ. Hùng sữa. Hùng sữa cho uống rồi còn chút đỉnh. Hùng sữa tới hát kìa. Thì còn đó. Uống mấy cái gài cũng còn đó, chút đỉnh. Em còn giữ ở bên đó còn cái thùng sữa này. Cái thùng sữa ở đây đâu muốn tiêu rồi. Chắc mấy nhỏ chắc ôm đi lặng hết thì con nó ăn uống nè. Không hùng sữa tới hát con mới cho mấy ngày nay nè. Ờ vậy là cái thùng xanh xanh đó phải không? Thùng màu trắng á. Hùng TH Hùng nó mấy trăm ngàn nữa. Thì cũng còn đó mà không biết thằng Minh này nữa. Bữa đó tôi thấy ở trên đây để đâu rồi, thùng sữa đâu rồi? Anh sữa đâu? Đâu rồi, chắc anh cho cháu đồ uống đó đã. Vậy là chắc cho đưa cho cháu uống rồi. Ngoài uống hả? Ừ đó, cháu ngoại đó, cháu nội nè. Đó. Ổng đưa đó. Trời thì ơi. Bữa đó nó quay ra đây là chứ tôi không có ở nhà. Tôi không có ở nhà. Bởi tôi thấy để trên bàn thờ này nè. Hùng sữa màu trắng á. Ừ. Cho ăn cái chân. Đó. Chứ tôi không biết. Người có cái clip trước á thì giờ mấy ổng cho cái sữa mà cái thứ mà mỏng mà mỏng mà dẹp dẹp đó. Mà có. Còn cái đợt sữa vừa rồi là nó đó là đưa cho ông bảy này nè. Tôi thấy để trên cái bàn thờ này nè. Rồi lấy uống hả? Cho cái ngoại đó hả? Đó. Tôi đi cậu vô rồi đâu nói gì. Dạ. Tôi nói với cậu rồi vậy đó. Cơm nước thì tôi lo cho bà già. Dâu Út. Nhưng mà ông này ổng ở bên đây thì ổng đi tối ngày ổng ăn ổng uống đi vậy. Nhưng mà có cái được anh em quá thiệt rồi. Ổng vậy thôi chứ còn ngoài ra nè, ổng không có biết cái chăm lơm gì bà già hết. Chứ mời tôi đi mua cơm ở dưới. Tôi mới vừa đút cho má ăn vừa xong. Rồi tôi đi cậu gió cho ta, tôi mới về rồi tôi thấy cậu đang ở. Đó, người ta nói chút xíu thôi. Hôm lên đây cho bà bánh nè với một thùng sữa đó. Dạ. Với 1 triệu bạc. Dạ có. 1 triệu bạc ở đây em có. Em có giữ má ông mà bỏ hổm tới giờ đó mua thuốc mua men rồi uống này kia nọ là có như vậy đó. Còn ấy tới giờ là em có nhận được vậy đó, rồi mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vậy đó, cho bà nhà chồng đó là có, nó vậy là có. Rồi sữa này là anh Bảy thì anh nói là ảnh lấy anh để chân lên bàn thờ rồi cho cháu đồ ổng uống hết rồi đó vậy. Hay vậy. Còn mình nói với anh á, cậu có hỏi á, hoàn cảnh mình cũng khổ, mình đi bưng vào mà anh mình thì ở đây thì cũng dọn chăm lơm cho nó sạch sẽ, rồi cô bác cộng đồng mình lại mình thấy nó cũng thơm tho. Chứ bây giờ tôi nói tôi đi rồi tôi hỏi chứ đi về tôi cũng dọn dẹp. Hồi đó ổng từ hồi ấy tới giờ ổng mới về chưa được nửa tháng nữa, ổng đi không à, ổng đi quanh năm suốt tháng sao mà từ ấy tới giờ lại giờ cộng đồng mạng quay tới bây giờ hoài luôn đó. Tôi ở đây má ở đây thì tôi nuôi má không chứ tôi đâu có ai đồng nuôi. Anh em đi giữ dịch giữ đồ ổng đi về không, ổng đâu có ở nhà ở đây đâu đó. Rồi từ hôm ấy đó ngay có chúa đi rồi cộng đồng mạng rồi nuôi quay tới giờ cô bác tới giờ rồi ổng về đây là quá trời quay luôn ấy tới giờ vậy. Rồi cái ổng mới đi thấy vậy cái ổng vô nhà quan á, ổng ở chỗ với ông với thằng Chiến đó. Người ta trong khi người ta không có cho ở rồi ổng mới về đây. Đi con mình ra nè. Ổng tắt tùng ở cho mình, ổng ở cho chú má đó. Mà tôi nói nha, phải một mình má thì tôi làm sạch sẽ không có như gì đâu. Mà tại vì ổng về đây tới giờ ổng ăn rồi ổng bỏ dơ giấy quá rồi sao mình chịu cho nổi. Tôi nói mấy cậu vậy không thông cảm cho mình. Thì bữa đó mình tăng cho hồng sữa với bánh với tiền nó sữa rồi uống hết trơn rồi hả mọi người. Bà già giờ nằm á. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người nha, chúc mọi người năm mới luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài nha. Rồi bà bữa nay ở đâu mà buồn tình nhậu của mình hả? Nói bà đi tôi đi lâu lắm rồi. Cái gì? Bà đi lâu quá rồi. Đi đâu? Đi đâu ai chứ. Rồi anh buồn anh nhậu với ai hả? Nhậu với... Nhậu với ai? Nhậu với thằng... Đại bác. Nhậu nhiều không? Rồi thằng nhỏ này đưa anh hồi nào? Đưa Hải nè. Cái gì? Mẹ vô cơ lợi. Cái gì?
Mẹ đi đâu? Đi dưới đó. Đi hồi nào? Mới đi hả? Mới đi nãy hả? Ai chở đi? Xem về nhà đó. Rồi đem nhỏ gì đây? Rồi chạy đi rồi hả? Giao cho anh nuôi hả? Rồi tối nhớ mẹ nó không? Cái tối với mẹ bây giờ lên dứt bây giờ. Rồi bá đi anh buồn cái gì mà anh nhậu? Minh buồn gì? Buồn chữ. Buồn chữ ha. Rồi bỏ đi luôn rồi ha. Bá đi cạnh nào? Bá đi khác hả? Thằng ơi đi bộ ha. Không không có chạy theo bả sao? Thì á. Đâu? Dạ. Thằng có về tới rồi kìa. Học cái điện thoại kìa. Rồi tối anh ngủ với ai? Đi tứ cây đó. Nó ngủ luôn đó. Nè thằng này nè. Thằng này tối ngủ với ai? Ngủ với bà nội. Cháu ngoại rồi nói đó. Đâu, tay rồi. Vô quán gì vậy? Bả này lụm trong cái thùng rác kìa ông ơi. Hả? Bả này lụm trong cái thùng rác. Lụm rác kìa. Đâu? Bả này lụm rác kìa. Đi móc rác. Đó đâu? Đó. Ừ, nó. Đi móc rác không vậy hả? Đi mà. Tao mày nhỏ này lắm. Cái gì? Cái thương này lắm. Bà đi lụm ở dưới kìa. Đi ra đón bà coi. Kìa. Về tới về đón đi. Đi ra kêu bà. Về tới tôi kêu bà vô. Cô Dung đang đi lụm mấy cái đồ trong cái thùng rác của người ta bỏ rồi mọi người. Nghe nói tuốt đi tuốt trên Hồng Ngự vậy đó. Có không? Có gì không? Có nhiêu đó hả? Lụm chai mũ gì bán hay gì cô Dung? Vô nhà nè. Qua lộ. Đi đâu nữa? Cái gì vậy? Ông con gà nó của tôi rồi. Ai mà? Quý Minh Phùng. Mặn gà nhà, ông mặn gà làm gì vậy? Của gà khác này cho tao. Gà đâu cho tao. Đúng quá mày. Chết rồi. Chứ có mày chắc là có tao con gà tôi đã hả? Mày mặn tật hả mày? Đây, chẳng hai hả? Chẳng hai người đợi tao.
Thằng ơi, ông mà đem đi đâu mà hết? Dịch không nói nữa. Để từ đây. Mang hồi nào cô Dung? Đủ má mày. Ông mang hồi nào hả? Mày là con gà của tao. Thì ba chữ kìa. Muốn bắt con gà nào hả? Tôi còn chịu hai đi trả đời tao. Mà không tôi đâu đủ quá đó. Tao bữa nay tao cắt không cặt mày đủ quá. Mày cho mình cực cặt luôn. Chết rồi. Chết rồi. Đứng lại đây. Chết rồi. Đúng quá mày á. Mày nói mày chơi nó con đàn mày mặc đánh á. Thôi mày mấy chắc mày trả lời tao. Mày có thể khác mày đứng đâu. Con gà có dùng vô mặt đánh rồi đó. Chết rồi, mang hết con gà của bà ăn tiêu rồi. Muốn con gà này cho tao. Muốn con gà khác cả đời cho tao. Tao không bao giờ đâu ngoài với mày nữa. Mày đừng có quay tao rồi. Mày đừng có quay tao rồi. Mày đừng có chăm ngàn của tao. Bắt hồi nào? Bắt hồi nào cô mua Dung? Ông mất tiêu con gà rồi mà. Đủ má mày biết thằng đâu hả? Muốn gà cho đá hả? Tiêu của tao rồi mày xin hả? Đủ má mày nói thằng con